Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay lại ở giữa của cái đoạn mà hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng, hợp đồng vay tiền ký ủy quyền, thì tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái chung nhất của hợp đồng vay tiền thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong cái video lần này thì tôi sẽ tạm đặt tên là hợp đồng vay tiền thế chấp quyền sử dụng đất và 4 nội dung cơ bản. Thưa quý vị và các bạn, tôi đã nói rồi, tôi rất là xót xa khi một cái hợp đồng mà núp sau cái hình thức hợp đồng giả cách, núp sau cái hình thức hợp đồng vay tiền là hình thức hợp đồng chuyển nhượng, núp sau cái hợp đồng vay tiền là hợp đồng mua bán, núp sau cái hợp đồng vay tiền là hợp đồng ủy quyền. Rất là mệt mỏi khi chúng ta ra tòa, chúng ta tranh chấp, chúng ta trở về bản chất thật của cái hợp đồng. Vậy thì hôm nay để mà đơn giản hóa vấn đề, và tôi nghĩ rằng đối với hợp đồng vay tiền thế chấp bất động sản, hợp đồng vay tiền thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp hợp đồng vay tiền thế chấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn hợp đồng và 4 nội dung cơ bản của hợp đồng. Chúng ta sẽ đi ở cái hợp đồng thứ nhất. Đây là hợp đồng vay tiền ký chuyển nhượng, hợp đồng vay tiền thế chấp tài sản, quý vị và các bạn ạ. Hợp đồng vay tiền thế chấp sổ đỏ, sổ hồng, nói như thuật ngữ bình thường đó. Tuy nhiên thì hiện tại những người cho vay họ không thích cái dạng này, vì cái dạng này là cái khả năng mà đảm bảo cái nghĩa vụ nó thấp quá, cho nên họ thường họ xoay qua song song với cái ngày cho vay là cùng ngày cho vay là ngày ký chuyển nhượng. Như vậy là sau khi mà không ký không trả họ tiền gốc, không trả họ cái lãi, thì họ tiến hành sang tên đăng bộ nó sẽ nhanh. Thưa quý vị và các bạn, trong tay tôi đó là một cái hợp đồng công chứng của một cái phòng công chứng ở thành phố Hồ Chí Minh về việc làm vay tiền có thế chấp quyền sử dụng đất. Thì tôi xin trình bày vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ nhất là hai bên cùng thỏa thuận, bên A đồng ý cho bên B vay số tiền là 500 triệu đồng. Quý vị và các bạn biết không, về bản chất của hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận. Theo đó bên cho vay cho bên kia vay một số tiền, vay một số tiền. Hôm nay ngày mấy tôi có nhận của ông A số tiền là 500 triệu, vay số tiền, thì hợp đồng này có thể lập ở phòng công chứng, cũng có thể hợp đồng vay tiền mà hai bên vay không cần phải đến công chứng, chỉ là tôi đã nhận đủ tiền và bên kia xác lập bằng một cái tờ giấy nhỏ nhỏ bằng tờ giấy tay là được rồi, nó đã hoàn tất cái hợp đồng vay tiền, quý vị và các bạn ạ. Nhưng mà cũng rất rõ là việc vay tiền và việc nhận tiền phải thực hiện bằng cái việc có giao và có nhận. Tôi đã nhận đủ số tiền gì đó, có giao và có nhận, quý vị và các bạn nhớ nha. Điều thứ hai tôi muốn nói quý vị và các bạn đó là thời hạn vay. Thời hạn vay này do các bên tự thỏa thuận, luật không có quy định. Theo quy định của pháp luật thì hợp đồng vay tiền nó có hai chế định. Hợp đồng vay tiền có kỳ hạn, có thể là 3 tháng, có thể là 1 tháng, có thể là 6 tháng, có thể là 5 năm, có thể là 10 năm. Hợp đồng vay tiền không kỳ hạn, quý vị và các bạn ạ, không kỳ hạn. Tôi với lại chị ruột của tôi vay mục đích là hỗ trợ vay chị để mà chị đầu tư làm ăn kinh doanh. Tôi muốn giúp đỡ, tôi vay không kỳ hạn. Tôi với bạn bè tôi giúp đỡ bạn khi khó khăn một số tiền nhỏ, tôi cho bạn vay. Tuy nhiên tôi yêu cầu hai vợ chồng bạn phải ký tên vay.
có một lãi suất nhỏ nhỏ. Tuy nhiên bạn bảo rằng cũng khó khăn quá, không biết chừng nào trả. Thì thôi, có một cái lãi suất để bạn có một động lực trả lại cho tôi, nhưng không có kỳ hạn. Theo cái hợp đồng này thì thời hạn vay là 1 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng. Thì cái thời hạn này cũng dễ lắm quý vị và các bạn. Ví dụ như tôi cho ông A đó vay thời hạn 1 năm, thì tôi đã cho ông vay từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 và tôi nói rằng đến ngày 1 tháng 1 năm 2018 là ông phải trả tôi. Tuy nhiên nay tới ngày 2 tháng 9 năm 2018 rồi ông không trả, thì tôi đi kiện. Các bạn biết như vậy để làm gì không? Để sau này nếu trong trường hợp hợp đồng vay có kỳ hạn thì sẽ tính đến thời hiệu. Và những cái hợp đồng nếu hết thời hiệu thì cái cách xử nó lại khác với cái việc nó còn trong thời hiệu. Thôi thì chúng ta hiểu nôm na cái vấn đề cơ bản thứ hai của hợp đồng vay tiền là vay tiền thời hạn. Vay tiền có thể là vay tiền có kỳ hạn hoặc không có kỳ hạn. Cái điều thứ ba nha quý vị, điều thứ ba đó là lãi suất. Chúng ta có thể theo quy định của pháp luật về mặt dân sự, chúng ta có thể vay lãi suất không có tính lãi suất, hoặc chúng ta có thể tính lãi suất. Thì cho đến bây giờ ở tại thành phố Hồ Chí Minh, các bên có thể thỏa thuận cái lãi suất. Tuy nhiên khi nào các bên tranh chấp thì tòa sẽ tính toán lại với cái lãi suất này theo quy định của pháp luật. Còn không thì các bên tự do, tự nguyện, tự thỏa thuận. Cái đó là những cái trong cái quá trình mà tôi làm luật sư, cái kinh nghiệm thôi. Đây là những cái kinh nghiệm cá nhân. Ví dụ như thế này, bên A cho bên B vay với lãi suất là 10%. Thì khi mà các bên đã tiến hành trả lãi, kiện ở tòa, thì A chỉ kiện số tiền gốc thôi, không kiện về lãi suất. Tuy nhiên cái bên mà trả lãi á, họ bảo rằng không, thưa tòa, tôi đã trả lãi 10%. Và tòa bảo cái 10% trong suốt thời hạn 1 năm đó ông có yêu cầu tính toán lại hay không. Ông bị đơn, ông nói thôi, không có giấy tờ, không cần tính, thì tòa lại không tính. Còn nếu như trong trường hợp ông bị đơn, ông bảo dạ thưa tòa, tòa tính lại giúp giùm tôi, thì tòa sẽ tính và dựa trên căn cứ theo quy định của pháp luật. Tôi cho rằng trong cái bất kỳ một cái giao dịch dân sự nào đó, cái sự thỏa thuận, cái ý chí của các bên rất là quan trọng. Tôi cũng đã từng tư vấn cho rất nhiều trường hợp. Các bên có thể thỏa thuận cho nhau cái lãi suất là 3%, 5%. Dĩ nhiên là pháp luật không cho phép họ những cái lãi suất 3, 5%, 7%. Tuy nhiên họ bảo rằng bây giờ thực tế, và luật sư cũng là người sống trong một cái xã hội, thì luật sư cho rằng là cái việc cho vay 3%, 5% nó chỉ mang tính chất hỗ trợ. Tại vì nếu nói về vay ngân hàng thì để mà vay ngân hàng, cái việc mà 3%, 5% nó cực kỳ, nó rất là nhiều những cái chứng minh về thu nhập, rồi rất là nhiều những cái thủ tục giấy tờ. Và dĩ nhiên khi tôi nói như vậy thì các bạn sẽ nói với tôi rằng là tại sao luật sư lại nói hết tất cả. Không, tôi nói ở đây là tôi nói quan điểm cá nhân của tôi trong quá trình hành nghề, quan điểm cá nhân của tôi trong cái quá trình, trong thực tiễn đời sống của luật sư. Có những anh chị em họ mượn nhau, vay nhau vài ba tháng với 5%, và họ sẵn sàng và họ chấp nhận mà quý vị và các bạn. Họ không tranh chấp, thậm chí họ cho nhau vay 3%, 5%, không có bất cứ một cái biện pháp đảm bảo nào cả. Rồi chúng ta quay về vấn đề thứ tư, đó là biện pháp đảm bảo. Để đảm bảo số tiền vay tại điều 1 thì bên B đồng ý thế chấp cho bên A một cái quyền sử dụng đất tại
tại cửa đất, số, tờ bản đồ, tọa lạc. Nói chung là mình nói theo thuật ngữ là thế chấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế chấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Để chi quý vị và các bạn biết không? Để khi có khả năng, cái người mà vay con nợ của mình á, họ không có khả năng trả, thì mình sẽ phát mãi cái tài sản này để lấy tiền trả lại cái tài sản. Nó cũng tính theo cái bình quân thôi. Để nắm cái đằng chui chứ không nắm đằng lưỡi, quý vị và các bạn ạ. Tuy nhiên thì ở đây cũng sẽ bỏ nhỏ rằng là cái số tiền vay nó lúc nào nó cũng phải nhỏ hơn cái số tiền tài sản thế chấp. Chứ nếu như trong trường hợp là số tiền vay mà nó lớn hơn cái số tiền thế chấp thì người ta có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình Dân Ta Phải Muốn Luật, Biết Luật Ta, trong cái đoạn giữa tôi muốn đi rõ về bản chất của hợp đồng vay tiền có thế chấp quyền sử dụng đất, để chúng ta biết rõ trong cái việc nếu chúng ta đi vay, chúng ta là người cho vay, chúng ta phải hiểu rõ về bản chất của hợp đồng vay tiền thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng vay tiền cầm giấy, nói chống thuật ngữ bình dân cầm giấy tờ, để cái người cho vay họ cảm thấy rằng họ yên tâm, cái người đi vay họ thấy họ phải có nghĩa vụ trả lại số tiền vay. Trong cái hợp đồng vay tiền thế chấp bất động sản, tôi tạm quốc lại 4 trường hợp, đó chính là số tiền vay. Các bên có thể thỏa thuận và ghi nhận số tiền hai bên vay là 100 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ gì đó. Điều thứ hai, đó là thời hạn vay. Chúng ta có thể thỏa thuận vay 1 tháng, vay 3 ngày, vay 5 ngày, vay 3 tháng, vay 5 năm, vay 10 năm. Cái điều thứ ba nữa là chúng ta có thể thỏa thuận lãi suất hoặc không có lãi suất. Cái điều thứ tư nữa, chúng ta phải thể hiện trong văn bản rằng khi tôi đưa số tiền cho họ thì tôi cầm lại cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi tôi đưa cho họ số tiền thì họ thế chấp lại cho tôi quyền sở hữu nhà. Luật sư thường hay nói những cái thuật ngữ bình dân và thuật ngữ nhà luật để cho chúng ta được hiểu biết lòng những cái câu chuyện này, như là một cái hình thức tuyên truyền pháp luật cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu được những cái quy định trong đời sống xã hội. Thế nhá, đây là những video rất là cơ bản trong loạt video vay tiền ký chuyển nhượng, vay tiền ký hợp đồng ủy quyền, để quý vị và các bạn hiểu rực rằng bản chất của hợp đồng vay tiền. Và thưa quý vị và các bạn, tôi là Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng trong hàng loạt video này sẽ giải thích cặn kẽ, giải thích cơ bản đến cho quý vị và các bạn, những quý khán giả yêu mến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi thì quý vị và các bạn xin gọi vào cái 0903 392 861. Khung giờ của tôi là từ 8 đến 9 giờ sáng, giờ hành chính hàng ngày. Nếu quý vị và các bạn không gọi được vào ngày hôm nay thì chúng ta có thể gọi vào những ngày liền kề kế tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.